Yến là những loài chim ở trên không nhiều nhất và một số như là yến thông thường, thậm chí ngủ và giao phối khi bay. Yến đuôi nhọn họng trắng là một trong những loài bay nhanh nhất trong giới động vật. Một nhóm yến hang đã phát triển một dạng định vị bằng tiếng vang để dò tìm đường bay trong các hệ thống hang động tối tăm nơi chúng đậu để ngủ. Một loài Aerodramus papuensis gần đây được phát hiện vị này vào thời gian ban đêm ở bên ngoài hang nơi nó đậu ngủ. Các loài yến phân bố rộng khắp thế giới trong khu vực nhiệt đới và ôn đới. Tổ của nhiều loài được kết dính trên các bề mặt dốc đứng bằng nước bọt. Các loài chi Aerodramus chỉ sử dụng nước bọt để làm tổ. Tổ yến được tìm thấy trên vách đá hang động nơi chim yến sinh sống. Các nhà khai thác yến sào ở Bình Định cho biết trên thế giới có 3 loại chim yến mà tổ có thể ăn được. Tổ yến màu trắng được kết bằng nước bọt của chim yến hang. Tổ yến màu đen gồm có 10% lông cơ thể là nước bọt của chim bố mẹ. Loại thứ 3 là tổ yến rêu, rác lẫn nước bọt chim yến cùng trộn lẫn và gắn kết với nhau. Rất vui được gặp trong chương trình Sống Khỏe 360. Thưa quý vị, yến xào hay là tổ chim yến là một món ăn rất nổi tiếng. Nó được xếp vào hàng bát trưng, tức là 8 món cao lương mỹ vị ở Việt Nam. Và nó thường xuất hiện ở các quốc gia Đông Á cũng như... Chắc hẳn là không đơn giản mà tổ yến lại được mệnh danh như vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những công dụng của tổ yến qua phần chia sẻ và tư vấn của chuyên gia chương trình. Xin được giới thiệu thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên y của trường Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào MC Hoàng Phương, xin chào các quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, có thể nói là tổ yến là một cái món ăn mà quá nổi tiếng rồi, là một món rất là bổ dưỡng. Nhưng mà hiện nay trên thị trường thì thật giả lẫn lộn, bởi vì rất là nhiều loại yến khác nhau. Vậy theo như đánh giá của bác sĩ thì như thế nào để chúng ta có thể biết được đâu là loại thật? Vâng, đúng như vậy. Chúng ta biết là trên thị trường hiện nay có rất là nhiều cái loại yến, bởi cái giá trị của nó quá lớn đối với về vấn đề dinh dưỡng cũng như là vấn đề chăm sóc sức khỏe. Trên thị trường chúng ta thấy nó tồn tại 3 loại yến: yến tự nhiên, người ta hay gọi là yến đảo; loại 2 là yến nuôi, đó ở nhà gia đình người ta nuôi; và loại 3 đó là yến giả, thì thường được làm từ tinh bột hay là từ rau câu hoặc là thậm chí là từ mủ chôm, vân vân. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được đâu là yến thật, đâu là yến giả? Thứ nhất là chúng ta bằng cái nhìn, cái quan sát. Khi chúng ta bằng mắt nhìn trực tiếp thì chúng ta có thể thấy thế này: đối với yến thật thì nó có cái dạng rất là thô, rất là... Nếu như chúng ta cầm cái tổ yến thật đó, chúng ta giơ lên trước ánh nắng mặt trời thì chúng ta thấy là nó có cái tia nắng xuyên qua và cái sợi yến đó nó có dạng màu trắng đục đó. Và nếu như chúng ta cũng bằng quan sát của chúng ta lại thì chúng ta cảm giác yến thật nó nhẹ lắm, nó chỉ khoảng từ ước lượng từ 3 gram cho đến 5 gram mà thôi. Còn đối với yến giả thì chúng ta thấy là nó mềm hơn. Khi chúng ta quan sát chúng ta thấy nó mềm hơn. Và khi chúng ta giơ lên ánh nắng thì nó có cái ánh phản quang, phản chiếu của ánh sáng, và cái dạng ánh khi chúng ta nhìn qua sợi thì thường là trắng trắng trong, trắng suốt, bởi vì nó làm từ mủ chôm hoặc là từ rau câu thì nó có đặc điểm như vậy. Trên tay thì cái tổ yến giả nó cảm giác nặng cỡ khoảng 20 gram. Đó là cái cách phân biệt thứ nhất. Cách phân biệt thứ hai là chúng ta có thể ngâm vào nước. Nếu như chúng ta ngâm vào nước, chúng ta cắt một cái miếng tổ yến thật hoặc là giả thả vào nước thì chúng ta thấy thế này: nếu là tổ yến thật thì cái sợi yến đó nó nở ra và nó không bị tan biến, nó giữ nguyên cái sợi của cái thứ hai là khi mà chúng ta ngâm như thế thì nó cũng sẽ có cái mùi tanh tanh như là mùi trắng, lòng trắng trứng gà. Còn nếu là yến giả thì khi chúng ta ngâm thế thì nó mềm ra và nó có thể nó nói là nó có cái mùi như là thuốc, những các cái loại mà thuốc phẩm hoặc cái tẩy. Vâng ạ, như vậy là ngày hôm nay quý vị khán giả đã biết được cách phân biệt để chúng ta có thể lựa chọn và mua được những cái loại yến thật đảm bảo chất lượng, bởi vì chúng ta cũng phải là một người tiêu dùng thông minh thì sức khỏe cho mình được. Ngay từ đầu chương trình thì chúng ta nói đến những công dụng về sức khỏe của tổ yến. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn cách dùng và liều lượng dùng như thế nào để có thể sử dụng tổ yến tốt cho sức khỏe của chúng ta? Chúng ta biết là tổ yến là một loại thực phẩm rất có giá trị
trong cái việc là cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, nhưng đồng thời là nó cũng rất có cái giá trị trong cái vấn đề sức khỏe và bảo vệ sức khỏe. Bởi vì đối với yến ấy, thì các thành phần có trong tổ yến thì nó rất là giàu các cái yếu tố vi lượng, các yếu tố vitamin, các axit amin, vân vân, nó rất là nhiều các cái chất dinh dưỡng. Thì rõ ràng khi chúng ta sử dụng tổ yến như thế thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta là tăng cường được hệ thống miễn dịch, củng cố được hệ thống miễn dịch, tăng chống oxy hóa và tăng cường được cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Thông thường thì người ta thường là hay chưng tổ yến, người ta thường là chưng với đường phèn để sau đó người ta sử dụng, chúng ta sử dụng, chúng ta ăn. Hoặc cái cách thứ hai là nếu như chúng ta dùng tổ yến với các cái món ăn khác thì thường là người ta phải chế biến các cái món ăn khác trước và sau đó người ta mới trộn cái yến chưng vào các cái món ăn đó rồi chúng ta ăn cùng. Thì nó sẽ tăng cường sức khỏe rất là tốt, tăng cường cái chất dinh dưỡng rất là tốt cho cơ thể đó. Thế và cái liều dùng thì sao? Thì tôi lưu ý các bạn là mặc dù nó tốt như thế thì không có nghĩa là chúng ta ăn càng nhiều càng tốt, không phải như vậy. Phải lưu ý cái liều lượng đối với từng đối tượng sử dụng. Ví dụ đối với trẻ em á, là trên một tuổi thì chúng ta thường là sử dụng cái tổng liều là 100 gram cho một tháng. Thì chúng ta có thể trong cái tổng lượng như thế chúng ta chia nhỏ ra cho mỗi ngày, phải không ạ? Rồi đối với người lớn thì chúng ta có thể sử dụng, đặc biệt là đối phụ nữ có thể sử dụng một cái lượng tổng là từ 70 gram cho đến 150 gram cho một tháng, thì chúng ta cũng chia nhỏ ra. Hay đối với người cao tuổi thì chúng ta có thể sử dụng từ 100 cho đến 100 một tháng. Vâng ạ. Và liên quan đến sự quan tâm với tổ yến thì có một khán giả có câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cháu bé nhà tôi mới được cháu sinh non 3 tuần nên rất nhỏ, vàng da, suy dinh dưỡng. Bà nội thấy thế thì có mua tổ yến về chưng lên để cho cháu uống nước. Nhưng mà tôi có đọc được thông tin là trẻ sơ sinh thì không nên dùng tổ yến. Mong chương trình sẽ tư vấn giúp cho tôi trường hợp này. Một bạn khán giả vừa mới đưa ra cho chương trình ấy, thì cháu mới được có 2 tháng sơ sinh, vẫn là trong dạng sơ sinh. Và tôi lưu ý thường là trẻ em dưới 12 tháng thì chúng ta không sử dụng tổ yến. Bởi vì thì cái cơ quan tiêu hóa của một đứa trẻ nó chưa được hoàn thiện. Các cái men để mà tiêu hóa tất cả các cái chất trong đường tiêu hóa nó cũng chưa được đầy đủ. Chính vì vậy mà trường hợp cháu bé mới có đưa đến chương trình thì chúng ta không nên sử dụng. Vâng ạ, như vậy là không phải vì nó bổ dưỡng quá mà chúng ta có thể dùng cho bất kỳ đối tượng nào. Chính vì vậy mà cũng có câu hỏi đó là nhiều người cho thấy là giá cả của tổ yến rất là đắt cho nên họ nghĩ nó cực kỳ ăn tổ yến vô tội vạ và ăn thường xuyên, ăn hàng ngày thì điều này có tốt hay không và chúng ta cần phải kiêng kỵ điều gì ạ? Như vừa rồi chúng ta thấy cái đặc điểm của yến thì chúng ta đã nó là một cái loại thực phẩm rất là bổ dưỡng. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải lưu ý cái liều lượng như vừa rồi tôi có nói với từng đối tượng một rồi, chúng ta hết sức lưu ý. Trong trường hợp phụ nữ có thai ở 3 tháng đầu tiên thì cũng không nên sử dụng. Ở tại sao? Thì cái quá trình hình thành thai nhi trong 3 tháng đầu là cái sự kiện toàn các cái tế bào, các cái tổ chức của thai nhi trong bụng mẹ. Cho nên mọi cái sự hình thành nó chưa hoàn thiện, cho nên tốt nhất dụng tổ yến trong những trường hợp mà phụ nữ có thai ở 3 tháng đầu. Còn nếu như chúng phụ nữ có thai hoặc là những trường hợp mà bệnh lý mãn tính, tốt nhất là chúng ta nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ. Vâng ạ, một lần nữa rất cảm ơn bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về tổ yến, một loại thực phẩm và dược phẩm vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải biết cách phân biệt tổ yến nào là thực để chúng ta có thể mua được những sản phẩm có cũng lưu ý như kiêng kỵ trong việc sử dụng tổ yến để đạt được kết quả tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.